103 ha anh em. Đen ha. Tại chim mới về á, để nó hơi lông nó chưa ra đẹp lại, chừng từng lưỡi nữa ra đẹp lại. Rồi các bạn để lên ba sĩ ha. 106 nè. Ba sĩ nữa nè. 107 nè, ra đủ cơm nè. Tại nó đi về nó mổ nhau ha, cặp này 4 sĩ ha. 108 nè. Cặp này quá đẹp luôn nè. Bông đẹp cực kỳ luôn. 5 sĩ cặp này ha. 109 nè, đỏ cơm đen nè. 3 sĩ ha. 110 nè, đỏ cơm đen nè. 3 sĩ luôn nè. 111 nè, đỏ cơm đen nè. 3 sĩ luôn ha. 119 nè. Trắng nè. 2 sĩ giữ nè. 122 nè, trắng nè. 2 sĩ giữ nè. 123 nè, trắng lên nửa cơm nè, để anh em 2 sĩ giữ luôn nè. 125 nè, trắng lên cũng nửa cơm nè. Để anh em cặp này, ô cặp này lên đủ cơm luôn à. Cặp này để anh em 3 sĩ ha, cặp này lấy cái gáy nó gai à. 126 nè. Trắng nè. Cặp này để anh em 2 sĩ giữ nè. 127 nè. Trắng nè, để anh em 2 sĩ giữ nữa nè ha. Rồi anh em càng alo ha.